tuyến giáp lành tính là những khối u hay còn gọi là bướu, chứa đầy chất rắn hoặc chất lỏng hình thành trong tuyến giáp, một tuyến nhỏ nằm trước vùng cổ ngay trên xương ức. Tỷ lệ mắc bệnh về tuyến giáp tăng lên theo tuổi và thường gặp nhiều ở nữ giới. Hầu hết các khối u tuyến giáp lành tính thường có kích thước nhỏ, tiến triển chậm, không biểu hiện triệu chứng lâm sàng nào. Khi khối u phát triển quá lớn, khiến người bệnh tự cảm nhận thấy, sờ thấy bằng tay và nhìn thấy bằng mắt thường, kèm theo cảm giác khí quản và thực quản bị đè nén, khiến hoạt động nuốt và hô hấp trở nên khó khăn hơn, bị khàn giọng, đau trong vùng giọng hoặc vùng cổ. Trong một vài trường hợp, các khối u lành tính sẽ sản sinh ra nhiều một loại hormone là thyroxine với số lượng nhiều hơn mức bình thường, gây ra các triệu chứng như tăng tiết mồ hôi, giảm cân không rõ nguyên nhân, run tay, nhịp tim nhanh hoặc loạn nhịp, buồn nôn. Tùy vào tình trạng bệnh của mỗi bệnh nhân mà các phương pháp điều trị u tuyến giáp sẽ khác nhau, nên không phải trường hợp u tuyến giáp nào cũng phải mổ hay điều trị. Nếu kết quả xét nghiệm u tuyến giáp cho kết quả tuyến giáp không sản xuất đủ lượng hormone cần thiết cho cơ thể, bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị, có thể là bệnh nhân cần dùng thuốc bổ sung hormone trong quá trình điều trị. Đồng thời, nồng độ hormone tuyến giáp sẽ được theo dõi thường xuyên để có hướng điều trị tích hợp trong thời gian tới. Với các khối u quá lớn, thường từ 4cm trở lên, khiến bệnh nhân gặp phải các vấn đề như khó thở, khó nuốt thì nên tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u. Những khối u vẫn chưa xác định hoặc bác sĩ nghi ngờ là ung thư, trong quá trình chẩn đoán có thể cũng cần phẫu thuật hoặc loại bỏ để đảm bảo an toàn. Hiện nay, phương pháp điều trị nhiệt bằng sóng cao tần đang được coi là phương pháp khá tối ưu đối với các bệnh nhân có u to nhưng lại không muốn phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp hay uống thuốc chức năng tuyến giáp. Phương pháp đốt sóng cao tần hay RFA là thủ thuật can thiệp không cần phẫu thuật. Đường chọc kim chỉ 3mm cho phép loại bỏ hoàn toàn bướu giáp nhân mà vẫn giữ được chức năng tuyến giáp và thẩm mỹ do không để lại sẹo. Trên 95% bệnh nhân chỉ cần đốt sóng cao tần một lần. Sau 1 tháng, thể tích khối u giảm 30-50%. Sau 6 tháng điều trị, khối u đã giảm được 50-70% thể tích và sau 1 năm giảm trên 70-95%. Sau 1 năm, có thể loại bỏ hoàn toàn bệnh. Phương pháp này mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với phẫu thuật truyền thống như bệnh nhân không cần gây mê, hầu như không gây biến chứng, thời gian điều trị và hồi phục nhanh chóng. Bệnh nhân không cần phải nằm viện dài ngày, không để lại sẹo. Người bệnh có thể về ngay sau khi điều trị, nguy cơ tái phát rất thấp, chỉ xấp xỉ 5%. Với bộ đôi chuyên gia nội tiết có hơn 40 năm kinh nghiệm, chuyên gia nội tiết hàng đầu Hà Nội, tiến sĩ, bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Phạm Thị Hồng Hoa, trưởng khoa nội Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, nguyên trưởng khoa nội tiết đái tháo đường Bệnh viện Bạch Mai. Và thạc sĩ, bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Mão, giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, nguyên giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Cùng với sự đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn là địa chỉ uy tín, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm kiểm tra và điều trị u tuyến giáp. Liên hệ ngay hotline 1900 599 858 để được tư vấn miễn phí. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và ấn subscribe kênh YouTube của Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn để cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.